Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán lớp 3 nâng cao cùng với thầy trường. Thế thì bắt đầu từ tuần này thầy giáo sẽ trao đổi với các em cái bài liên quan tới quy luật của dãy số. Thế thì với video thứ nhất này thầy giáo sẽ trao đổi với các em một số quy luật của dãy số để các em làm quen với quy luật của dãy số. Từ đó thì chúng ta sẽ phát triển và sẽ học nâng cao. Tuy nhiên thì tìm được quy luật của dãy số của cái video thứ nhất này cũng không hề đơn giản. Thế thì bây giờ các em sẽ tập trung cùng thầy giáo trao đổi qua cái bài ở video thứ nhất này. Mời các em. Chúng ta bắt đầu cái chủ đề quy luật dãy số. Đó, bằng bài 1. Các em đọc theo thầy. Bài 1. Viết thêm các số vào chỗ chấm sau các dãy số sau. A 1 3 5 7 chấm 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 B 1 4 9 16 chấm 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 C 1 2 3 5 8 13 chấm 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 D 1 2 4 7 11 16 chấm 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 D 1 3 7 15 chấm 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 E 1 2 4 3 5 7 6 8 10 12. Đó. Thế thì để giải bài toán này thì các em phân biệt cho thầy giáo là bài yêu cầu làm gì? Bài yêu cầu là chúng ta viết thêm các số vào chỗ chấm sau dãy số. Thì ở đây người ta có 3 chỗ chấm nhé, chấm phẩy này, chấm 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 phẩy, chấm 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 phẩy, chấm 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 phẩy. Như vậy chúng ta phải viết thêm 3 số. Đó, người ta không nói là viết thêm bao nhiêu số nhưng các em hiểu là viết thêm 3 số vào chỗ này. Thế còn dưới này thì lại là có 1 2 3 4 5 5 chỗ chấm cơ. Đấy, chắc chúng ta phải viết 5 rồi. Đó. Thế còn bài cho biết gì? Là bài cho biết một cái dãy số này. Dãy số. Thế thì đối với những cái bài như thế này thì các em phải tìm được quy luật. Đó. Các em phải tìm được quy luật. Tìm được quy luật thì các em mới viết được các cái số vào đây chứ không thể viết viết bừa được. Đó đúng không? Không thể viết bừa được. Thế bây giờ tìm quy luật thì thầy giáo tìm như thế nào? Đó, tìm như thế nào? Thế thì đầu tiên ấy, bao giờ các em nghĩ luôn đến cái chuyện thứ nhất nhá, quy luật. Thì các em nghĩ đến cái phương án đầu tiên. Đó là số nọ cách số kia. Số nọ cách số kia. Đó, nghĩ được ngay đến cái chuyện này đó. Bây giờ thầy giáo xem dãy số thứ nhất. 1, 3. 1 cách 3 là 2 đơn vị. 3, 5. 3 cách 5, 2 đơn vị. 5, 7. 5 cách 7, 2 đơn vị. Đấy. Thế như vậy là vào đúng cái số nọ cách số kia đây rồi. Thế và nếu các em tinh ý thì nhận ngay ra là 1, 3, 5, 7 đây là một dãy số lẻ. Thế thì số thứ nhất cách 2, số thứ hai cách 2, cách 2 như vậy tiếp theo là sẽ cách 7, 2 đơn vị là mấy ạ? Sẽ là 9. Đó, dãy số lẻ 1 3 5 7 9. Tiếp theo là 10, 11 và tiếp theo là 10, 13 đều cách nhau 2 đơn vị. Thế thì cái dãy số đầu tiên rất là dễ đúng không? Đấy, các em có thể điền được ngay. Và cái đầu tiên thầy giáo cũng lấy cái dễ trước, tức là xem số nọ cách số kia bao nhiêu. Thế mà không, bây giờ phát hiện ra cách nhau hai thì quy luật của nó là cách nhau hai nhá. Số nọ cách số kia hai đơn vị. Bây giờ ta sang phần B. Phần B. 1, 4, 9, 6. Đó, thầy giáo nháp ra đây nhá. 1 này. 4 này. 9 này. 16 này. Đó. Thế thì thầy giáo cũng có phương pháp là tìm xem số nọ cách số kia bao nhiêu. Ở đây là cách 3. Ở đây là 4. Tới 9 là cách 5. Ở đây là cách 9 đến 16 là cách 7.
Đó. Thế thì các em thấy này. Cách 3 đơn vị, cách 5 đơn vị, cách 7 đơn vị. Đấy. Thế thì đây là số lẻ, số lẻ, số lẻ. Thế như vậy thầy giáo từ cái chỗ này ra, thầy giáo cũng đoán là sẽ cách 9 đơn vị. Đó, cách 9 đơn vị. Đấy. Số tiếp theo cũng sẽ là cách 11 đơn vị. Thế thì 16 thêm 9 ta sẽ được 25. Đúng không? Đó thì là cách 9. Còn cách 11 thì chúng ta được 30, 36. Đó. Thế như vậy vẫn cứ ghi là gì à? Vẫn cứ là cái phương pháp tìm số nọ cách số kia, thầy giáo tìm nốt được cái quy luật là gì? Là bắt đầu từ số thứ nhất, số thứ hai đến số thứ hai cách 3 đơn vị, đến số thứ ba cách 5. Đó, cách 7, cách 9. Như vậy thầy giáo điền được là gì? Đây là cách 3 này, đây là cách 5 này, đây là cách 7 này. Thì đây sẽ là cách 9 là 25. Cách 9 rồi, cách 11 là 36. Cách 11 rồi, tiếp tục. Cách 10, 11 thì cách 13. 36 cộng với 13 là 49. Đó. Thế như vậy với vẫn với cái phương pháp là số nọ cách số kia bao nhiêu. Thì có thể là cách đều, trên này là cách đều. Đây là cách tăng dần. Đấy. Thế thầy giáo đã tìm được hai rồi nha. Hai dãy số rồi. Bây giờ tiếp tục dãy số tiếp theo. Dãy số tiếp theo thì là gì? Bây giờ thầy giáo có 1, 2, 3, 5, 5, 8, 13. Phương pháp thứ nhất thầy giáo vẫn cứ tìm ở số nọ cách số kia. Đây là cách là 1. Đây cách là 1. Đây cách là 2. Đây cách là 3. Đây cách là 5. Ồ, chả thành một cái quy luật nào cả. Đó. Như vậy là với cái kiểu tìm số nọ cách số kia là không tìm được quy luật rồi. Đó. Thế như vậy chịu rồi đúng không? Đấy. Thì chúng ta tiếp tục tìm kiểu khác. Số nọ cách số kia không được. Chúng ta xem là số sau nhân hay là cộng hay là trừ số trước. Đó. Thế thì thầy giáo thấy nhá. 1 thành 2, tức là 1 nhân 2 thì thành 2. Nhưng mà 2 nhân 2 thì phải là thành 4, nhưng đây lại 3, không được rồi. Nhân như vậy không được rồi. Đúng không? Đấy. Chia 2 cũng không được rồi. Không tìm thấy cái quy luật chia nào cả. Cộng đi. Cộng thì ở đây là cộng theo kiểu khoảng cách thế này là không được rồi. Thế cộng thì bây giờ chúng ta xem là cộng xem là 1 cộng với 2. 1 cộng 2 thì bằng 3. 2 cộng với 3 thì bằng 5. 3 cộng với 5 thì bằng 8. Ồ, thế như vậy là chúng ta là gì nhỉ? Số sau bằng tổng hai số trước. Đây chính là quy luật. Một cái loại quy luật nữa nhá. Là số sau này. Đây, bắt đầu từ số thứ 3. 3 bằng 1 cộng 2 bằng 3. 2 cộng 3 bằng 5. 3 cộng 5 bằng 8. 5 cộng 8 bằng 13. Vậy số đằng sau này sẽ là 8 cộng 13. Đúng không? 21. 13 cộng với 21 là sẽ là 30, 34. Xong lại 21 cộng 34 sẽ là 50. Đó. Như vậy là thầy giáo tìm được quy luật thứ ba rồi. Bây giờ sang phần D nhá. Đầu tiên 1, 2, 4 thầy giáo lại tìm xem là cách đầu tiên là cách số nọ cách số kia đã nhá. Đây. Thầy giáo viết lên này là 1 này, 2 này, 4 này, 7, 11 này, 16 này. Cách 1 này, cách 2 này, cách 3 này, cách 4 này, cách 5 này. Ô,
Trong trường hợp này thì lại ngon rồi, đúng không? Đấy, đầu thầy giáo lại áp dụng luôn cái dòng là số nọ cách số kia thì thấy là cách 1, cách 2, cách 3, cách 4, cách 5. Thì chắc chắn đây là cách 6, chắc chắn nữa là cách 7, chắc chắn nữa là cách 8. Đúng không? Thế thì bây giờ là 16 cách 6 thì bằng 22. Đấy. 22 cách 7 lên thì thành 29, 29 cách 8 lên thì thành 35. Như vậy thầy giáo sẽ có 3 số này. Ngon quá. Vậy chỉ tìm cái số nọ cách số kia là thầy giáo lại làm được phép tính này, điền được cái dãy số này. Như vậy tiếp theo của thầy giáo là 22. Đấy, đây 16 cách 6 22, 22 cách 7 là 29, 29 cách 8 cộng 8 là, xin lỗi các em, là cộng 8 là 37 chứ không phải 35. Bên này thầy giáo sai, 29 cộng 8 bằng 37. Đó, xong. À, rất đơn giản. Bây giờ sang phần D. 1, 3, 7, 5. Thầy giáo viết đây nhá. 1 này, 3 này, 7 này, 15 này. Bây giờ lại tìm số nọ cách số kia xem nào. Đây là 2 này. Đây là 4 này. Đây là mấy? Đây là cách 8. Ồ. 2, 4, 8. Không được rồi. Không phải là giống như là cái dãy số như là 1, 2, 3, 4 hay là 3, 5, 7, 9 ấy. Đấy. Không được. Thế thì bây giờ xem số nọ, số đằng sau có bằng tổng hai số đằng trước không? 1 cộng 3 không thể bằng 7. 15 không phải 7. Ồ, thế thì không được. Thì chúng ta xem cộng trừ nhân chia như thế nào. 1 nhân 3 thì bằng 3. 3 nhân 3 bằng 9 cơ. Ồ, thì lại không được rồi. Thế thì chúng ta tìm thế nào? Thì chúng ta thử xem nào. 1 ra 3, 1 ra 3 thì là 1 nhân 2 bằng 3 cộng 1 à? 1 nhân 2 cộng 1. 3 nhân 2 cộng 1. À, 7 nhân 2 cộng 1. Ôi giời. Nếu thế thì bây giờ thầy giáo thấy là gì? Là một cái quy luật nữa này. Số sau bằng số trước nhân 2 cộng 1. Đó, đấy nhá. 1, 3 thì bằng là 1 nhân 2 cộng 1 là 3. 7 thì bằng là 3 nhân 2 cộng 1 là 7. 7 thì 15 thì sẽ bằng là 7 nhân 2 cộng 1 là 15. Vậy số đằng sau là 15 nhân 2 cộng 1. 15 nhân 2 là 30, cộng 1 là 31. Số đằng sau này là gì? 31 nhân 2 cộng 1. 31, 31 nhân 2 là 62, 62 cộng 1 là 63. Tiếp tục số đằng này lại là 63 nhân 2 cộng 1, 126 là 127. Đó. Như vậy đấy, thầy giáo cứ tìm cái quy luật của nó là như thế, cứ xoay quanh mấy cái vấn đề này nhỉ, số nọ cách số kia, số sau nhân cộng trừ số trước. Đó thì các em thấy là chúng ta tìm được. Bây giờ tiếp tục. Phần E, phần cuối cùng. 1, 2, 4, 3, 5, 7, 6, 8, 10, 12. Bây giờ chúng ta điền cái gì? Thì các em thấy 1 đây rồi, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không có 9 à? Không có 9. Có 10, 12. Ồ. Các em suy nghĩ đi. Nó thành cái quy luật kiểu gì? Nhá. Nó thành quy luật kiểu gì? À, thầy giáo phát hiện ra mỗi một dòng này. Dòng này là số lẻ, dòng này là số chẵn này, dòng này là số lẻ, dòng này là số chẵn. Vậy dòng này chắc là số lẻ rồi. Đấy. Số lẻ nhưng là bao nhiêu? Thì các em thấy nó cứ liên tiếp là 1, 2 này. 1, 2 này. Xong 3 này. 4 này. 5, 6 này. 5 này. 7 này. Đấy, 4 này là đây rồi này. Thì đến 6 là số chẵn này. Đó. Thế thì ở đây dãy số chẵn thì đã tới 12 rồi. Dãy số lẻ thì mới tới 1, 3, 5, 7 thôi. Thì chắc chắn tiếp theo hàng đây là toàn bộ hàng lẻ. Thì 7 rồi thì sẽ đến 9. 11, 13, 15, 17. Đó. Thế thì ở trong cái phần E này thì các em thấy
họ xếp cứ một hàng từ bé nhé, một hàng lẻ, một hàng chẵn, một hàng lẻ, một hàng chẵn, một hàng lẻ. Và nếu tiếp theo thì đây sẽ hàng chẵn. Và các em đoán xem cái số đầu tiên hàng tiếp theo là gì? Đang 12 rồi thì đến 10, 14 thôi đúng không? 14. Đó. Thì đó là hôm nay thầy giáo trao đổi với các em một số dãy số được xếp theo quy luật. Và chúng ta đã dùng cách làm để tìm ra quy luật và tìm viết được ba số. Thế thì các em nhớ một số cái quy luật này và các em tìm hiểu thêm một số quy luật khác về dãy số. Thế thì qua sau những cái bài này thầy giáo sẽ tiếp tục trao đổi với các em một số quy luật khác của cái dạng bài này nữa. Thế thì các em muốn học với thầy giáo lâu dài thì các em hãy đăng ký kênh YouTube của thầy và nhấn vào hình cái chuông để nhận thông báo video mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau. Xin chào.